Cô gái nhà người ta, mới tập 2, nhân vật dễ thương nhất phim đã bị ung thư. Thưa quý vị và các bạn, trong tập 2 cô gái nhà người ta, Viễn, chàng trai hiền lành đáng yêu nhất phim, có dấu hiệu bị mắc bệnh hiểm nghèo. Tập 2 cô gái nhà người ta đã lên sóng VTV3 tối 16 tháng 1. Tập phim này chủ yếu xoay quanh hành trình khởi nghiệp nhiều sóng gió của bộ ba Khoa, Cân, Viễn. Sau khi lên ý tưởng ở tập 1, trong tập này, ba chàng lính ngự lâm hăng say bắt tay vào việc kinh doanh homestay. Thế nhưng đời không như là mơ, thực tế không giống trên giấy tờ phác thảo. Việc kinh doanh của ba chàng trai gặp hết trắc trở này đến khó khăn nọ. Đầu tiên phải kể đến việc ba chàng trai bị chủ nhà trọ dắt mũi nhằm nâng giá thuê nhà. Bà chủ tài quái đã thuê một bên thứ ba tới giả làm người hỏi thuê nhà để ép Khoa, Cân, Viễn phải trả giá tiền cao hơn từ 7 triệu lên tới 9 triệu một tháng. Trả xong 3 tháng thuê nhà, ba chàng trai cũng nhận ra mình đã hết sạch cả vốn liếng. Đầu tư bao nhiêu công sức là vậy, nhưng homestay mới mở ra chưa hút khách đã thế lại bị bà chủ nhà quái tính cản trở. Mãi mới có một nhóm khách tới đặt thuê phòng, thế nhưng mới 8 giờ tối bà chủ nhà đã ngắt cầu giao điện với lý do phải đi ngủ. Khoa và Cân sang tận nơi thuyết phục thế nào bà chủ cũng không nghe. Kết quả, nhóm khách đã bỏ về vì quá nóng và thậm chí còn đòi lại tiền đặt cọc. Không chịu mất tiền vô lý, Cân lao vào cãi cọ ẩu đà với nhóm khách. Hai bên giằng co khiến Viễn, chàng trai hiền lành nhất nhóm, đã bị ngã lăn ra đất chảy máu cam. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tới tận ngày hôm sau, Viễn vẫn tiếp tục chảy máu, người xanh xao mệt mỏi. Tình huống này khiến người xem dự đoán anh chàng bị mắc bệnh hiểm nghèo. Nếu điều này xảy ra thì đây quả là một bi kịch dành cho Viễn. Sau hai tập phim, mặc dù không phải nhân vật chính nhưng Viễn đã sớm gây ấn tượng cho khán giả bởi hình mẫu chàng trai hiền lành nhút nhát hồn nhiên, thậm chí hơi ngốc trong chuyện tình cảm. Viễn dành tình cảm cho Mật, người phụ nữ quá chồng hơn anh tuổi, làm nghề bán hoa quả ở chợ. Dành tình cảm nhưng chẳng dám nói, Viễn chỉ âm thầm thể hiện bằng những hành động đáng yêu như việc chẳng thèm ăn hoa quả vẫn tới mua, rồi còn đến trả tiền ăn trực cho hai thằng bạn tai quái. Ở một diễn biến khác, Uyên bị cô em chờ chẽn mắng, đã nghiện lại còn ngại. Tập 2 cô gái nhà người ta đã tiết lộ rõ hơn về quan hệ giữa Uyên và cô em gái hư hỏng. Sau khi gây ấn tượng với màn khởi sóng, cô gái nhà người ta, tập 2 đã khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng trước quan hệ giữa Uyên và em gái tên Đào. Vì đứa con út lên thành phố làm nghề không mấy tử tế nên Đào đã bị bố từ mặt. Thậm chí khi trở về lấy đồ, cô còn bị bố cấm cửa và tuyên bố đừng bao giờ trở lại đây mà ô uế cho cả nhà. Dù bố nói như vậy nhưng Uyên vẫn có vẻ rất thương em gái. Mượn cớ dọn phòng lấy đồ của em gái còn để lại, Uyên tức tốc mang đến cho Đào. Nào ngờ tìm một lượt không thấy, Uyên lại phát hiện ra Đào đang ở quán nhậu, đang một mình ngồi uống bia với đám con trai, trong đó có cả Cường. Nén giận, Uyên gọi Đào ra rồi nhẹ nhàng đưa em gái túi quần áo, đồng thời dặn dạy lần sau đừng vứt bừa bãi lên giường của chị như thế, chẳng ra làm sao cả. Nghe giọng điệu khuyên răn cứng nhắc của bà chị, Đào chỉ bĩu môi cười khẩy. Phát hiện ra món đồ có vẻ là nội y, cô nàng lôi ra chia trước mặt Uyên và bỡn cợt. Đẹp như thế này mà chị lại bảo trả ra làm sao á? Ngay lập tức, đồng bọn của Cường ngồi đối diện cười khanh khạch đầy hứng thú. Ngượng chín người vì sự vô duyên của em mình, Uyên nhét vội bộ quần áo vào túi bóng, mắng, cho vào đi, em bị điên à? Đáp lại, chị gái Đào lên giọng cà khịa, đã nghiện lại còn ngại, thôi lấy về mà dùng, tồi đầy. Thái độ rừng rưng của Đào khiến Uyên vừa bẽ bàng vừa thất vọng. Lúc cô định ra về thì Cường tiến tới đề nghị đưa Uyên về nhà, nhưng ngay lập tức bị từ chối. Đúng lúc này kẻ phá bĩnh ở đâu bỗng xuất hiện, đó chính là Khoa. Anh chàng cười toe toét, kéo xe Uyên lại, đề nghị đưa cô về vì tiện cùng đường. Nhưng trong buổi tối tâm trạng tệ hại, Uyên chỉ lạnh lùng từ chối rồi phóng đi, khiến Khoa ngồi hụt hẫng và chổng vó xuống đường. Nói đến mối quan hệ giữa Khoa và Uyên, chỉ có thể dùng một từ miêu tả là oan gia. Ngay đầu tập 1, cô gái nhà người ta Khoa đã bị dân làng úp giọt, đánh tơi bời do bị cô giáo Uyên chỉ điểm nhầm là kẻ biến thái, giấu mặt trong làng bấy lâu nay. Dù sau đó được giải oan nhưng Khoa vẫn bị bố túm phạt vì để người ta làm nhục bố mày. Mặc cho cậu con trai đã lớn và muốn giải thích nhưng ông Tiền không nghe, ông còn khăng khăng đòi dạy con theo cách ngày xưa, đó là phạt đánh vào mông. Tuy nhiên, cậu con trai tưởng chừng suốt ngày chơi bời của ông Tiền lại khiến bố té ngửa với kế hoạch khởi nghiệp của mình.
vốn là sinh viên tốt nghiệp đại học trên thành phố có tư tưởng hiện đại, nên Khoa nảy sinh ý tưởng làm dự án du lịch ở ngôi làng đang sống. Cậu hẹn hội bạn thân của mình là Cân và Viễn để bàn bạc kế hoạch chi tiết và muốn hai người bạn này chung tay khởi nghiệp. Khoa phân tích cho Cân và Viễn về tính khả thi của dự án lần này. Theo kinh nghiệm làm dịch vụ của tao một thời gian thì bây giờ mọi người đang dần dịch chuyển về với tự nhiên. Giống kiểu phải mộc mạc, không khí trong lành, nhất là bọn Tây Trắng thích mộc mạc cực luôn. Và bước đầu tiên của kế hoạch là hội ba thanh niên đã phải đứng ra bảo vệ trước dân làng. Nào ngờ, đúng hôm thuyết trình, thì Khoa lại bị bố nhốt ở trong nhà để tránh ra ngoài gây sự làm mất mặt ông. May thay Khoa vẫn trốn thoát được nhờ có sự giúp đỡ của cô gái nhà bên. Vì giúp kẻ thù oan gia, Uyên đã đập khóa cửa đến mức chảy máu tay. Chứng kiến cảnh này, Khoa hốt hoảng tìm mua thuốc bôi vết thương trên tay cho Uyên. Ở tập 2, cô gái nhà người ta có rất là nhiều chi tiết dí dỏm hài hước khiến khán giả cảm thấy vô cùng vui vẻ, thích thú. Đặc biệt là lời thoại của các nhân vật rất thoải mái, rất tự nhiên. Như khi cả ba anh chàng Khoa, Cân và Viễn đến sập bán hoa quả của Mận thì thấy Uyên đang đứng đó. Khoa lúc này đã chào Uyên bằng một cách nói rất dí dỏm hài hước. Cô giáo đã khỏi tay chưa? Ngay sau đó là Cân cũng thêm vào những biểu cảm rất hài hước, vui vẻ. Có thể thấy bộ phim Cô gái nhà người ta đã cuốn hút người xem ngay từ những tập đầu tiên với sự duyên dáng, dí dỏm của các nhân vật. Đặc biệt là bộ ba chàng thanh niên đang chung tay lập nghiệp với mô hình du lịch homestay. Vừa mới bắt đầu nhưng có vẻ ba chàng trai đã dần nản bởi đời không như là mơ. Khách thì không có, tiền thì hết. Trong khi Khoa và Viễn rất cố gắng thì Cân lại luôn là anh chàng bàn chùm. Và một điều rất dễ thương ở anh chàng này khiến người xem cảm thấy vô cùng thú vị là mỗi khi buồn chán, anh chàng lại nghĩ đến việc ngồi uống rượu để quên sầu. Trong những ngày đầu tiên, ba chàng trai này có vẻ rất vất vả. Đặc biệt là Viễn, cậu thanh niên hiền lành nhất trong nhóm, đã xanh xao vàng vọt vì lo lắng và mất ăn mất ngủ nên liên tục bị chảy máu cam. Biết rằng trước đó do ẩu đả với nhóm khách mà Viễn bị chảy máu cam, nhưng đến tận ngày hôm sau Viễn vẫn tiếp tục chảy máu cam, da rẻ thì vàng vọt xanh xao. Điều đó cả Khoa và Cân đều nhận thấy rất rõ. Chính bởi điều này mà khán giả đã lo lắng rằng anh chàng điển trai nhất trong bộ ba của phim đã thể hiện dấu hiệu bị ung thư. Liệu có phải như vậy thật hay không thì chúng ta vẫn chưa thể biết được, bởi phim mới chỉ lên sóng được 2 tập đầu tiên. Cô gái nhà người ta tiếp tục được phát sóng lúc 21:40 thứ tư, thứ năm hàng tuần trên VTV3. Tin tức 24 giờ TV sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về những tình tiết tiếp theo của bộ phim Cô gái nhà người ta để gửi tới quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng tin tức 24 giờ TV. Hãy ấn nút like và đăng ký để tiếp tục theo dõi những video của chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh tin tức 24 giờ TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại.